Ai cũng biết là tu theo Phật là phải giảm tham, giảm sân, giảm si. Mà mình tu làm sao mà sân si mình không giảm thì tự động người khác thấy mình chưa chuyển hóa. Cái nhà nào mà có tu sửa, nhà đó nhìn đẹp. Người nào mà có tu sửa, người đó nhìn đẹp. Vậy thì cái đẹp mà người ta nhìn mình không phải là cái đẹp son phấn ăn mặc, mà người ta nhìn vào cái đẹp của sự chuyển hóa thân tâm. Quý vị nào mà thường xuyên ngồi thiền, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, tập tu, tự nhiên thân tướng có thay đổi. Đó là một sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm nó thay đổi thì cái tướng nó đổi theo. Cho nên cái tướng nó đổi là nhờ cái tâm của mình. Cho nên người ta thường dùng cái từ là tướng tùng tâm sanh. Cái tướng đó là từ cái tâm mà nó sanh. Thì cái tướng này là tướng gì? Tướng xấu, tướng đẹp hay là tướng xấu? Rồi là tướng tùng tâm diệt. Bây giờ cái tướng xấu nó đổi rồi đó. Cái tướng xấu nó đổi thì nó diệt, cái tướng xấu nó diệt theo cái tâm. Thể tâm mà lành thiện thì cái diện mạo của mình, tướng của mình, cái người lăng xăng là biểu lộ lăng xăng, không yên như con lăng quăng. Ở người mà yên tĩnh thì cái tâm nó khác. Cho nên một trong những cái cách tu á, là định tĩnh, mà chúng ta thường gọi là gì? Giới định tuệ, nhớ không? Giới định tuệ chế ngự tham sân si. Vì vậy cho nên mình thắp nhang thắp 3 cây. Ý nghĩa thắp 3 cây nhang là nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có một thôi. Người nào mà có định thôi là trong định nó có tuệ, có giới. Cho nên thắp 1 cây đã đủ. Đức Phật có dạy á, nếu mà chúng ta muốn có tuệ, tuệ là gì? Là trí tuệ, là sáng suốt đó. Thì tập cho cái tâm mình nó định. Bây giờ mình định không được nhiều nguyên ngày thì ít nhất mỗi ngày mình phải có khoảng thời gian nào mình tu định, tức là ngồi thiền. Không ngồi thiền thì mình niệm Phật, không niệm Phật thì mình tụng kinh. Mà khi mình tụng kinh đó là một hình thức định tu. Vì sao? Vì lúc đó nhiếp tâm vào thời kinh. Có thể mình chưa hiểu nghĩa. Ví dụ mình tụng chú Đại Bi, tụng chú Vãng Sanh, chưa hiểu nghĩa hết. Hay là thậm chí tụng Bát Nhã Tâm Kinh, hiểu là sắc tức thì không, không tức thì sắc, nhưng chưa rõ ràng một cách mạch lạc. Nhưng mà nhờ mình chú tâm mình tụng, tâm mình tạm thời xa lìa mọi tạp niệm, giờ phút đó là giờ phút định tâm. Cho nên Phật dạy mình đó, có 5 cái cách để mình ngưng cái tâm lăng xăng của mình. Tâm mình quý vị có nhận ra lăng xăng không? Lăng xăng lắm. Nhiều khi đang ngồi đây vậy chứ, dòm ngó xung quanh coi ai vô trễ, ai vô sớm, bà đó ngồi ở đâu, hồi nãy hẹn với tôi thì sao không thấy đó, rồi thế này thế kia, ngồi ngay đây. Và thậm chí là giờ ngồi thiền nhắm mắt lại rồi, nhưng mà nghe ai mở cửa cũng hí coi coi ai vậy. Thật ra cái tâm của mình nó không có định. Và Đức Phật hay ví dụ là tâm viên ý mã đó. Tâm ngựa ý mình là con, tâm mình là con khỉ, ý mình là con ngựa. Quý vị thấy con ngựa nó đâu ngủ, đâu nằm. Con ngựa là luôn luôn đứng, ngủ cũng đứng. Mẹ con ngựa nào mà nằm là con ngựa nó sắp đi rồi đó. Thấy không? Cho một con ngựa đau là cả tàu nhậu chết bỏ. Con ngựa mà nó nằm là con ngựa bệnh. Con ngựa nó ngủ, nó cũng đứng ngủ. Cho nên con khỉ quý vị thấy nó đâu có yên. Vì vậy cho nên tâm ý của mình là con khỉ, là con ngựa. Mà muốn chính vì nó lăng xăng nhiều cho nên mình làm cái gì nó cũng không có trọn, tại vì tâm không có chú ý vào nó hết. Nó tại sao đọc kinh hoài không nhớ? Tại sao? Tại vì mình đọc mà mình không có chú tâm. Nhưng mà thử ta nói nặng mình câu coi, nhớ suốt đời. Tại vì cái đó mình coi nó, mình quan, mình chú tâm vô cái đó.
hay là người ta lỡ mà người ta làm cho mình mít lòng, người ta làm buồn mình không quên, mà tại sao lời kinh tiếng kệ mình tụng hoài mình không nhớ? Là vì mình thiếu sự chú tâm. Thế thì mình biết là cái tâm mình hàng ngày nó hướng về cái gì nhiều rồi đó. Cho nên tại sao chúng ta phát tâm thì cũng có mà trụ tâm thì hiếm. Vì vậy mà quý vị thấy tất cả chúng ta thấy ai khổ cũng phát tâm hết á, thấy người nghèo là phát tâm mà để họ thấy thương quá cho. Nhưng mà thử thời nó thấy ghét coi, khỏi mà đừng nhắc tới nữa. Ai nói tới nó đừng nhắc tới tên cô đó, nhỏ đó. Đó. Cho nên mình cái tâm mình nó khó trụ. Chính vì vậy cho nên mỗi ngày đại chúng tập cho mình định cái tâm. Và muốn định như vậy, Phật dạy chúng ta tập quán chiếu. Thí dụ bây giờ á, mình có cái tâm nóng giận, tâm sân. Bây giờ cái người mà sân nhiều đó, là nóng giận nhiều, là hãy nóng thì mình nói sao? Nói bậy, nói càng, làm mít lòng. Thì có một cách Phật dạy cho mình quán gì? Quán từ bi, quán vô thường. Nhất là cái quán vô thường đỡ lắm. Ví dụ như mình đang nổi giận với cái người đó, mình định là chia tay người đó, nghỉ chơi người đó, nhưng mình biết cuộc đời nó vô thường, người đó sống đây chết đây, mình cũng thế thôi. Thì nếu mà mình không quán được cái vô thường thì mình sân hoài giận hoài, không có tha thứ, không có nguôi. Cho nên nhờ quán vô thường, quý vị biết đầu năm tới giờ ở bên Edmonton đám tang liên tục, nhiều khi ngày hai đám, ngày hai đám, ngày đám. Hiện trước khi Pháp Hòa đi là 8-9 đám rồi, vậy mà bây giờ ở nhà còn đang chờ Pháp Hòa 3 đám nữa. Mà khi Pháp Hòa đi giảng suốt 10 ngày nay đó, ở nhà quý thầy đã đi 2 đám rồi đó. Từ ngày mai đây là sáng sớm bay về là lo 1 đám liền, tới phi trường là các thầy ra đón, chạy thẳng đến nhà hoàng làm đám đó, xong rồi chiều lại là có 1 đám khác, thứ ba qua đám khác. Cuộc đời nhanh chóng, mà những vị mất đó là những vị có thể là tuần rồi còn nói chuyện đó, sáng chủ nhật vợ đi làm còn nói chuyện với chồng đó, chiều về thấy chồng ngủ chân trên giường chân dưới đất, tới nó chờ ông chồng tôi ngủ gì mà ông rớt cái chân mà ông không hay, lại cầm chân lên nặng mà lạnh ngắt rồi, lại rờ mặt cứng đơ rồi. Đó, hồi sáng trước khi đi làm còn nói chuyện với chồng, chiều về. Rồi bây giờ quý vị thấy bao nhiêu lần mình nóng giận, bao nhiêu lần mình thành công toàn là đổ vỡ. Cho nên mình, cái sân hận của con người nó nhiều loại lắm, Phật cũng đưa trong kinh vậy đó. Thí dụ mình giận mình nói ào ào lên đó, kêu là sân hận đó. Là phẫn, là hận, là nổi lên. Nhưng mà có nhiều khi mình giận cái người đó nhẹ nhẹ để trong lòng thôi, để trong lòng, khi nào mà đụng chuyện mới phát lên, mới quát lên. Vì vậy cho nên một cách quán sân là quán từ bi, quán vô thường. Rồi cái người mà nhiều tham, Phật dạy quán gì? Quán bất tịnh. Tham thì có nhiều thứ, ví dụ chữ bất tịnh trong kinh nó cũng có nhiều nghĩa. Bất tịnh đó, nó cũng không hẳn là dơ giấy. Bất tịnh còn có nghĩa là gì? Là luôn luôn thay đổi không còn. Ví dụ như cái hoa này nó đẹp nè, nhưng mà với cái nhìn của Bồ Tát nó cũng là bất tịnh. Là tại vì sao? Nó có thể héo chết trong một vài ngày tới. Cái thân mình là bất tịnh. Tại sao? Tại vì mình không tắm chừng 2 ngày thôi là bắt đầu có mùi rồi đó. Mà người người nào mà mồ hôi nó hôi dữ đó là mỗi ngày phải mỗi tắm. Rồi tóc mà không gội thì nó hôi, mắt mà không rửa thì nó dơ, lỗ tai không rửa là dơ. Nói chung là từ cái chân tóc mình cho xuống tới cái bàn chân của mình, ngón chân của mình, không có chỗ nào mà không tạp dơ. Chỗ nào nó cũng phải có cái rửa ráy của nó, không thôi là nó dơ. Và nói sâu hơn nữa,
Ở ngoài này chỉ là một lớp da thơm vậy thôi, chứ còn bên trong lớp da này là gì? Tạp dơ. Cho nên ngài hư vân á, ngài có làm một cái bài, cái bài 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 kệ là cái đẩy da chứa đồ dơ. Ngài gọi là đây là cái túi da mà bì, bì là da, cái túi da mỏng vậy đó, một cái túi da mỏng mà bên trong cái túi da này là thôi quá trời thứ dơ. Quán bất tịnh, nếu người mà bị ái dục thì quán bất tịnh ở thân thể. Ví dụ như người ham tiền, quán tiền là gì? Tiền là bạc, biết sử dụng á. Thật ra thí dụ như mình ta mới vừa trả mình 500, cái mình nhớ trực là tuần rồi mình mượn bài bạn 200, cái mà chị tôi mượn chị tuần rồi 200 tôi trả, cho nên tiền nó không ở trong túi mình lâu. Thành thử ra mình xài đúng là nó mới bạc thôi, còn người mặc dở nữa là tiền tệ, có tiền xanh tệ, không biết xài. Không biết xài thì tiền tệ, mà biết xài thì nó bất quá là tiền là bạc. Thì máy thì phải móc, xe thì phải cổ, tàu thì phải bè, không có cái nào nó ở yên hết. Thí dụ mình dính mắc một cái gì á, thì mình quán cái đó, quán cái đó là cái không thường còn. Quý vị thấy cái iPhone của mình á, bây giờ là nó lên tới iPhone 10 rồi đó, mà mình thường gọi là cái điện thoại thông minh. Nó ghi hình ảnh, nó thâu, nó làm đủ thứ trò trong đó hết á. Nhưng mà lỡ mà rớt xuống nước một cái thì coi như là cũng xong. Thành thử ra cái máy đó đó nó cũng vô thường. Cho khi mình bị dính một cái gì thì mình quán một cái đó. Để gì? Để mình giảm đi cái tham, mà mình chỉ sống với cái muốn. Muốn là gì? Nhu cầu. Còn cái tham là cái mình đắm chìm, mình đeo đuổi nó. Ví dụ ở đây nè, cái nhu cầu của chúng ta hiện tại trong thời buổi này là có một cái phone. Đó là cái nhu cầu. Thật ra cái phone, mà bây giờ mình mấy bác lớn tuổi á, chỉ cần bấm phone thôi, đừng có nói chi biết nhiều chuyện nghe. Tắt phone mà không biết tắt, mà tắt phone không biết tắt, biết xài thôi. Còn chỉ gọi nút này, bấm nút này thì thôi cái phone thường là đủ xài. Bây giờ đưa cho quý bác một cái phone 10, quý bác ổn, tại vì quý bác đâu có xài tới. Thì cái nhu cầu của quý bác là chỉ cần cái phone để liên lạc khi ra đường, vân vân. Thanh niên người ta còn làm việc thì người ta cần một cái phone tốt. Nhưng mà cái đó là những cái gì chúng ta trong cái nhu cầu. Đó, ví dụ như ở đây, thật sự ra quý vị thấy ở một cái hòn đảo như thế này, người Việt không có đông, mà có được một ngôi chùa khang trang, thanh lịch như vậy, đó là bao nhiêu công sức. Đó, thành thử ra cái nhu cầu ở đây là có một ngôi chùa cho một số lượng người Việt Nam, Phật tử đang sinh sống ở đây. Đó, cho một cái thành phố lớn như Vancouver, dân đông thì rải rác nhiều, thì cái nhu cầu có những ngôi chùa rải rác để thuận lợi cho mọi người đi. Cho nên cuộc sống cái nhu cầu vật chất cũng cần, mà nhu cầu tâm linh cũng cần. Bây giờ ở đây nếu mà có những người mất mà không có thầy đến cho một khóa lễ thì tự nhiên mình thấy nó cũng thiếu. Có một thời kinh tự nhiên thấy ấm cúng. Cho nên hình ảnh một vị tăng ở trong một ngôi chùa cũng cần lắm. Tại hàng ngày có một vị tăng thắp hương lễ Phật, tụng kinh, ngôi chùa ấm cúng. Phật tử tới chùa lễ Phật, có thầy ấm cúng. Cho nên cái tham á, Đức Phật muốn nói đó, không có phải là biểu chúng ta đừng theo cái gì hết, đừng có gì hết, không phải. Mà cái Đức Phật muốn nói là nếu chúng ta lỡ dính mắc một cách quá đáng thì chúng ta hãy quán gì? Quán tất cả đều là vô thường. Bây giờ quý vị nhìn coi, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, nhà cửa con người, có cái gì mà không thay đổi không? Cái gì cũng thay đổi hết. Con người của mình á, là bị bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết. Nhà cửa này thì là gì? Thành,
trụ hoại không. Hay nói cách khác là sanh trụ dị diệt. Ví dụ như cái chùa này nè, mình cất lên là sanh, giờ nó dừng ở đây một thời gian gọi là trụ. Trong khi nó trụ nó có dị không? Có thay đổi không? Có. Dị, dị là nó thay đổi. Thí dụ mưa thấm lên gỗ, mình thấy vậy nhưng mà 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, từ từ bắt đầu nó biến chất, màu sơn nó nhạt đi và nước nó thấm dần vào trong gỗ, lâu ngày nó mục, rồi đến 100 năm sau thí dụ vậy, hư mục diệt. Sanh trụ dị diệt là nhà cửa đất đai này. Còn thế giới như là đất, núi, sông, ngồi gì đó là thành trụ hoại không. Nó thành hình đó, nó trụ ở đó, rồi nó hoại, nó thành không. Như trái đất này, trái đất này là thành trụ hoại không đó. Một lúc nào đó, bây giờ nó đang hoại đó. Trái đất này bây giờ đang dần hoại. Chỗ mà có những nơi rất lạnh bây giờ lại ấm, có những nơi ấm thì lại có lạnh. Rồi bây giờ quý vị thấy thiên tai nhiều là tại sao? Nó đang ở thời kỳ hoại. Cũng giống như giáo pháp đi theo cái thời gian là gì? Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp á, được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Thời đó đó, tu đầu chứng đó. Tại sao biết không? Tại không có cái gì để bị tạp. Vô chùa tu không có tivi, không có iPhone, không có bà tám nhiều, cho nên ngồi thiền dễ tu. Gọi là chánh pháp là Phật còn ở đó, cái gì mình thắc mắc mình đến gặp Phật hỏi. Cho nên thời đó gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp được gọi, được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Tượng pháp là gì? Là thời kỳ mà Phật pháp na ná, giống giống, ngờ ngờ vậy đó. Ví dụ như mình thấy cái vị đó ăn mặc là người tu, ôm bát đi khất thực, nhưng mà chiều lại ông đó ổng đi ra ngoài ổng nhậu nhẹt, thì ra ông đó là ông giả. Tượng pháp. Hay là mình thấy chùa tháp kiên cố nhưng mà người tu ít quá, hay là người tu không có chất lượng của người tu, đó là tượng pháp. Rồi bây giờ thời kỳ này là gì? Mạt pháp. Là gì biết không? Được dịch nghĩa thời mạt pháp là gì? Đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là gì? Hơn thua hiềm khích, ganh tị đủ kiểu hết, tranh giành chức lợi, quyền lợi, vân vân. Nhưng mà cái đó không phải là giáo pháp. Nhưng mà nó đi vào một cái chu kỳ con người tu nhiều nhưng mà đạt ít vậy thôi. Chứ không phải là không còn, nhưng mà nó ít lại. Cũng giống như người Việt mình mới qua hải ngoại đông đảo ấy. Rồi cái lớp mà già mấy chục năm trước bây giờ từ từ dần hết rồi. Rồi bây giờ tới cái lớp mình sồn sồn, hồi nhỏ mình lớn lên đây. Đây bây giờ mình cũng bắt chước má, mình cũng cúng, cũng thờ vậy đó. Nhưng mà chưa biết làm gì đó, tưởng tượng thôi. Rồi tới thời con mình là biết nó mạt cỡ nào. Mà bây giờ mình còn cúng dỗ chứ chắc gì con mình nó cúng dỗ không? Mình còn giữ cái bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà để chắc gì tới tới phiên mình mà con mình nó biết thờ không? Cho nên rồi từ từ nó sẽ mai một. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ. Nhưng mà không có nghĩa là Phật Pháp, cái giáo Pháp đó vẫn bất di bất dịch. Nhưng không còn mấy người thấu đáo nó, tu tập theo nó. Hay là có nói nữa là dùng nó để làm những cái gì? Cái lợi để mà đấu khẩu với nhau. Cái nhiều khi mình ngồi lại đấu Phật Pháp, tông này tông kia, thiền tông chỉ trích tịnh to tịnh độ tông, tịnh độ tông chỉ trích thiền tông, ví dụ vậy. Tức là nếu những hiện tượng đó có là do những người nhận cái đó nhưng không biết ứng dụng, không biết trân quý pháp môn để tu tập, thì lấy pháp môn ra trở thành ra cái vũ khí, cái mà nó làm hai lời cho mình không lợi ích, thì nó mạt ở nơi đó. Chứ giáo pháp không hề có mạt.
Nhưng mà cái thời đại con người sử dụng nó không đúng. Phong Hòa ví dụ như mình có một cái gì đó, ví dụ bây giờ ví dụ như là mình là cái bộ áo dài khăn đóng của Việt Nam ngày xưa là đẹp, ai mặc vô đó là trang trọng một cái buổi lễ truyền thống Việt Nam. Tự nhiên giờ mình đem đó ra mình làm những cái áo quần nó không phù hợp, ví dụ như mặc cái quần xà lỏn, mặc cái áo dài khăn đóng, nó dữ dữ vậy đó, nó làm cho cái bộ áo dài nó không còn cái giá trị thật của một cái bộ áo dài của dân tộc. Hãy nghe cái áo tràng của chúng ta, áo tràng của Việt Nam ngày xưa là một cái cổ, ví dụ vậy, bây giờ bắt đầu biến ra thêu bông này bông kia rồi ịn màu này màu kia, đó là biến dạng rồi đó, nó không còn cái áo tràng nguyên thủy nữa. Cái áo tràng của Việt Nam là của Phật tử Việt Nam là màu lam, áo tràng của Phật tử Việt Nam là màu lam, tượng trưng cho màu hương khói. Hương khói là tượng trưng cho sự hài hòa, sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát. Mình nhìn cái hương khói bay lên, người Phật tử phải tu tập tâm hồn mình thanh thoát như khói nhang, không để cho tâm hồn mình nặng nề như tro nhang. Tại vì tro nhang thì nó làm sao? Nó rớt xuống. Khói nhang thì nó bay bổng, nó nhẹ nhàng. Năm cái vạt áo tràng đó tượng trưng cho năm giới căn bản của người Phật tử giữ. Quý vị nhìn trước phải ráp hai vạt lại, ở sau hai vạt nữa là phải bốn vạt không? Ở giữa có một miếng ngắn ngắn để bên trong không? Đúng ra là miếng nó dài đó mà tại Hà Tiện giải cắt ngắn lại, nhưng mà nó có một miếng trong đó, phải không? Năm vạt. Ở phía sau lưng áo tràng có phải là một cái hình vuông không? Đắp một cái miếng vải vuông không? Cổ áo tràng là cắt tròn phải không? Vuông tròn. Ở giữa cái áo này chấn một chấn, phải không? Nhất thừa. Mình mai cái áo tràng ta chấn chấn ngay cái cổ áo này. Thì nếu mà mình hiểu được cái ý nghĩa cái áo đó, mình tại sao không mặc? Hay là nói cách khác là mình trân quý nó. Mình mặc cái áo đó xong rồi, xếp cái áo cất đàng hoàng. Một tháng, tệ lắm là một tháng giặt lần. Giặt xong rồi ủi lại cho ngay ngắn. Học cách xếp áo tràng cho ngay ngắn. Ở nhà mặc áo tràng máng lên cho ngay ngắn, không bao giờ nhùi nó thành cục dồn trong cái giỏ. Trời ơi, cục găm đồng, cây son 10 đồng, cái kiến 3 đồng, thứ đồng 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 vậy bỏ vô cái giỏ 3.000 sách. Mà cái áo tràng bỏ vô cái giỏ đi chợ, cái tờ bịch, cái túi ni lông đi chợ. Tại sao cái thứ quanh đô la đó mình bỏ vô cái giỏ 3.000 được, mà cái áo tràng mình mặc vô để trang nghiêm thân tâm mình, nhắc nhở mình tu tập, thì phải có cái túi đặc biệt cho nó chứ. Nếu mà không dám cầm cái giỏ gì LV 3.000 thì khi mai cái giỏ giải ở mấy cái tiệm pháp cụ người ta bán hành đó, có cái giỏ đó để vô, sắp toàn ten ten shopping bag. Không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà ở đây mình muốn nói tới tính cách trân trọng. Mình có tôn kính, phước huệ nó mới tăng. Phong bằng ví dụ, mình có một cuốn sách hay, coi xong dục, mai mốt cần kiếm ra. Nhưng mà nếu có cuốn sách hay đọc xong rồi, để trong kệ sách, mai mốt cần biết nó nằm ngay đó lấy ra liền. Đơn giản thế thôi. Cũng như vậy, cái gì mình cung kính mình trân trọng, cái đó lưu trong tâm. Cái gì mình không cung kính mình không tôn trọng, nó rời khỏi mình. Cho nên hồi xưa ta nói, xá lợi của Phật có 5 công năng.
Nếu nơi nào mà không còn tôn thờ Xá Lợi, tự Xá Lợi mất, không cần ai vứt bỏ. Điều đó muốn nói lên rằng nếu ngày nào chúng ta còn cung kính Xá Lợi của Phật, nghĩa là nơi đó mình còn thờ, mình không thờ thì tự mất. Nói đơn giản đi, nếu mà ở nơi nào mình tới mà người ta không quý mình ở không? Đâu có ở. Mình tới mặc dù tôi không cần nhà đẹp cao sang, nhưng mà tôi tới cần tấm lòng quý vị thật tâm muốn mời tôi tới. Nếu mà quý vị nhà cửa cao sang tôi tới mà quý vị khinh tôi, quý vị thờ ơ với tôi, thì tôi cũng tìm cách tôi từ chối tôi về. Đơn giản vậy thôi. Cho nên á, những cái lễ nghi á, nó không phải là một cái bắt buộc, nó cũng chẳng tội lỗi gì, nhưng mà ở đây nói lên cái tính cách tôn kính. Nếu chúng ta còn tôn kính thì cái đó nó còn tồn. Cho nên quyển kinh cũng vậy, mình đọc xong quyển kinh rồi, nếu mà không xong rồi thì mình gấp kinh lại để trên kệ trên bàn cho ngay ngắn. Thì cái cuốn đó nếu nói về sự rách thì nó không hư rách, còn nếu mà mình vứt bừa thì nó dễ hư rách, có khi nó mất đi, có khi tìm ra. Cho nên á, một trong những cái phước á, mà mình tại sao nhớ kinh thuộc kinh dễ dàng, là nhờ cái phước tôn kính pháp bảo, tôn kính lời dạy của thánh hiền. Quý vị biết ngày xưa Việt Nam á, thờ Phật nha, trên thờ Phật ở trên cái bàn trước nè, cái bàn ta kêu là bàn án kinh nè, để một bộ kinh, xong rồi lấy tấm vải, mai tấm vải đẹp phủ lên cái quyển kinh đó, để mỗi ngày chúng ta đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, pháp bảo. Ở Việt Nam ngày xưa là ở trước bàn Phật là người ta để một vài quyển kinh mà thường dùng ở trong chùa, rồi lấy tấm vải che đậy lên. Bây giờ người Hoa người ta có may tấm vải màu vàng, ta để bốn chữ thâm nhập kinh tạng phủ lên trên cái tấm vải để kinh đó. Ở bên Trúc Lâm Pháp Hòa không có thờ hai Bồ Tát hai bên, đóng hai tủ kinh thờ pháp bảo, thờ kinh thờ pháp bảo. Cho nên nếu mà bây giờ quý vị cứ thí dụ hình ảnh ông bà đi, mình không có quý trọng thì mình vất bừa thì có thể lạc mất. Mà tới hồi con cháu mình kiếm tấm hình không ra để chỉ cho con cháu mình biết ông đó là ai, bà nọ là ai. Ở đời là như vậy, cái gì mình quý trọng cái đó nó tồn tại, cái gì không tôn kính cái đó biến mất. Cho nên giáo pháp mình phải quán biết rằng tất cả các pháp là vô thường, nhưng mà với cái tâm tu tập chúng ta nhận vô thường tự tại. Mình tham thì quán vô thường, mình sân à, mình tham thì quán bất tịnh, mình tham thì mình quán vô thường, mình si mê thì quán nhân duyên. Si mê là gì? Đơn giản dễ hiểu, si mê là không hiểu được lẽ thật, không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý là si mê. Ví dụ như là mình nhìn cái bàn, cái ghế, cái hoa, mình thấy được tất cả các pháp đều do nhân duyên mà hình thành. Sở dĩ Pháp Hòa tới đây được ngày hôm nay là cũng duyên. Vì á, Pháp Hòa hứa qua Vancouver ngày hôm qua, xong rồi Pháp Hòa mua vé máy bay là tối hôm qua là bay về Edmonton. Một anh Phật tử ở đây liên lạc, nói nhất định là muốn mời qua đây để thăm chùa và thăm quý Phật tử, thế là phải đổi vé. Nếu Pháp Hòa không có cái duyên đi qua Vancouver thì cũng có cơ hội qua đây. Nhiều rồi, khi mà qua tới Vancouver rồi mà một Phật tử bên này đại diện cho chùa không liên lạc thì cũng không có cái duyên để qua nữa. Cho nên tất cả đều là cái duyên.
Đó là mình nói một ví dụ cái gì gọi là duyên. Cái hoa này mà nếu nó không có nước, nó không có đất, nó không có ánh nắng mặt trời thì làm sao nó đẹp được như vậy? Để mình cắt mình chứng. Như vậy thì nhìn vào cái hoa, chúng ta thấy nhiều duyên để tác hợp lại. Mà được một cái bình hoa như này cũng nhiều duyên nữa à. Một người đó nào đó đã khéo léo kết mỗi thứ một chút để thành một bình hoa đa dạng như vậy, đa màu sắc như vậy. Duyên hết. Một cây hương nếu nó được xây nhuyễn từ một loại cây nhưng mà không có keo thì làm sao hồ để mà trộn để mà làm thành cây hương, rồi không có nắng để phơi làm sao nó khô thành cây hương, rồi cái cây, cái bột hương đó không do đất nước trời mây để nó lớn lên để nó thành ra được cái cây để chúng ta đem rồi chúng ta xây làm mặt cưa thì làm gì có bột để mà làm nhang, vân vân đó. Người thấy được cái đó, người thấy được cái duyên đó, đó thì thấy được cái gì, thấy được tính chất kết cấu của mọi việc thì không có còn si mê gây gỗ. Thí dụ bây giờ mình đã gặp hoạn nạn đi, không có trách trời nữa, tại vì ông trời cũng đã làm gì đâu, ông công bằng mà. Cho nên mình thấy là có nhân quả trong đó, có mình trong đó một chút. Hôm rồi có một vị lên thì mới nói là than phiền là buồn lòng bà xã thế này thế kia. Thì Pháp Hòa nói, Pháp Hòa lắng nghe, nhưng mà có bao giờ anh suy nghĩ lại trong đó có mình không? Mình cũng có làm gì đó mà có khi mình không thấy, rồi mình làm cho vợ mình phải đi tới cái con đường như vậy. Cho nên cái gì nó cũng có cả hai, chứ không phải chỉ là một. Giảm được cái đó, cái đó Phật gọi là lấy người si mê, lấy nhân duyên. Bây giờ á, đường tu của chúng ta có nhiều chướng lắm. Chướng là gì? Là trở ngại. Trở ngại thứ nhất á, là hôn trầm, trì trệ. Ở đây có ai bị hôn trầm không? Hôn trầm là gì? Hay ngủ gục. Cái đó là Pháp Hòa nói hiện tượng bình thường nhất á. Thí dụ như hôm nào mình mệt, mình thiếu ngủ, mình hôn trầm là không nói nha. Cái đó là bình thường. Hôn trầm là một dạng, hễ đừng có đi vào kinh kệ nghe pháp gì là mình tỉnh, mà hễ khi nào bắt đầu giờ tụng kinh là mình ngáp, hay là mình vô mình ngồi tụng kinh mà mình ngủ suốt vậy đó, ngủ mà giống như là nãy giờ mình ngủ một giấc ngon vậy đó, rồi tới hồi mà ta đều trọn thành Phật đạo cái là mình tỉnh queo. Thì cái đó là một dạng nghiệp chướng hôn trầm. Thì cái người mà bị cái hôn trầm chướng đó phải siêng năng sám hối. Đời trước á, mình cũng có một cái nhân duyên là nhiều khi mình ít có quan tâm sự tu học. Ở trong kinh kể, một trong những vị mà đệ tử Phật mà ngồi đâu ngủ đó là Ngài A Na Luật. Để khi Ngài đi vô trong pháp hội nghe kinh là Ngài ngủ. Là Đức Phật quở, tức là trách, thì Ngài mới phát nguyện là Ngài ngồi nghe pháp và thậm chí ban đêm ngủ không nhắm mắt. Vì con mắt mà không nhắm không ngủ, lâu ngày nó sanh bệnh, cuối cùng Ngài bị mù. Rồi khi mà Ngài mù rồi đó, Đức Phật dạy cho Ngài một cách quán để Ngài chứng được một con mắt gọi là thần thông, gọi là thiên nhãn. Cho nên trong 10 vị đệ tử của Phật á, cái người mà có thiên nhãn đó, gọi là Ngài A Na Luật. Do Ngài quán, Ngài trị cái bệnh gọi là hôn trầm của Ngài à, và Ngài tu tập để Ngài có được thần thông, không còn bị con mắt phàm tình nó làm cho mình khổ sở nữa. Có một cái chướng nữa đó, có nhiều khi mình có con mắt nhưng mà mình không có nhìn
mọi người xung quanh mình bằng con mắt từ bi, bằng tấm lòng hiểu biết. Nhưng mình đa phần nhìn để gì? Để trách móc, để gièm pha, để bình luận. Cho nên nó cũng tạo cái nghiệp của cái nhìn. Và khi cái nghiệp đó nó đã bị nhiều rồi á, thì nó ám chướng mình, nó không cho mình thấy được cái thật, cái chân, và không được thấy cái lầm. Có nhiều khi Pháp Hòa hay dạy mấy đứa nhỏ, nó lên nó mép chuyện này chuyện kia vậy đó, Pháp Hòa mới nói sao con không nhìn cái tốt của huynh đệ mà con cứ thấy cái dở của nhau. Nếu mà con thấy cái dở mà con nói cho thầy nghe để thầy giúp cho huynh đệ đó, đó là tốt. Nhưng mà con buồn huynh đệ đó là con dở, tại vì con biết cái điểm dở của huynh đệ mình thì mình phải thương. Hồi mà nhớ hồi đó có một chú tiểu á, chú có một cái bệnh là ăn cơm là chú bỏ mứa, 10 bữa cơm như một, bởi ít chú cũng bỏ lại miếng. Đến mức độ mà có một dạo là ăn cơm với chúng á, Pháp Hòa không có dám bới nhiều, đợi ăn cái chén cơm thừa đó của chú, mà ngày nào chú cũng bỏ mứa. Đã như vậy mà còn một cái bệnh nữa là hễ nói động tới là khóc. Mà hễ mà huynh đệ nào mà xoay qua nói tại sao ngày nào mình cũng bỏ mứa là bắt đầu ngồi khóc ròng như ai đánh, ai ăn hiếp vậy đó. Rồi Pháp Hòa mới nói với các huynh đệ khác, thôi kệ, em nó chỉ dở cái phần ăn thôi, nhưng mà bù lại nó dễ thương, nó tụng kinh tốt. Ở chùa hồi đó là kêu nó là phổi tốt không á, tụng cái là ai cũng nghe tiếng của nó. Chứ không mà mới tập á, người ta có cái dở á, mình hãy thương cái dở đó và lấy cái hay của người đó đó làm cái điểm chính để mình hướng tâm. Đa phần á, con người mình là cứ thấy cái điểm dở hướng tâm thôi à. Ví dụ người ta có thể làm 10 chuyện tốt, chỉ cần làm một chuyện xấu thôi là mình nhớ suốt đời cái chuyện xấu đó, và sẵn sàng gạt bỏ quên mất hết tất cả những cái điều lành người đó làm. Đây là một thứ hôn trầm chứ gì nữa, không thấy rõ. Cho nên cái chướng ngại đó, có nhiều khi mình ngủ là một cái rồi mê, không có thấy được cái hay của người để mình tiếp, mà cái dở của người để mình quên. Mà mình thưa thử quý vị để ý, hễ mà người ta làm gì mà dở cái thôi ôi mình kêu người này tới chỉ nè nè coi nè đó, ít có khi nào mà thử giờ người ta làm hay coi, ít khi nào mình đem mình khoe lắm, mình ếm cái đó đi. Đó là cái cách mà cái, bởi vì vậy cho nên mình mới thấy mình tu sao mình thấy được mấy cái điểm đó của mình. Một ông thầy giáo ông cầm tờ giấy lên, ông hỏi học trò, các con thấy gì? Nó còn thấy cái chấm đen. Ông nói thầy tại sao tờ giấy sờ sờ không ai nói thấy tờ giấy mà chỉ thấy chấm đen? Tại con người mình chú ý cái đó. Cho nên đó, một trong những cái mà làm chướng ngại mình đó là hôn trầm trì trệ. Cái thứ hai gọi là gì? Ác niệm tư duy. Ác niệm tư duy là gì? Ác niệm tư duy là tâm mình thường suy nghĩ sằng bậy, tư tưởng mình thường hay suy nghĩ quấy cho người. Cho nên mình ít có khi nào mình tạo được cái phước ở sự suy nghĩ. Mình nghi ngờ người ta nó cũng tạo ra một cái chướng ngại của tư duy. Và cái cuối cùng là cảnh giới bức bách. Đây là cũng chướng ngại cho thiền định nha. Thiền định nó có ba thứ chướng: hôn trầm trì trệ, ác niệm tư duy và cảnh giới bức bách. Cảnh giới bức bách là gì? Ngứa mặt, đau chân, đau lưng, ngứa ngứa lỗ tai. Hễ mà bình thường á là không có sao hết trơn á, nhưng mà hãy ngồi mà bắt đầu ngồi thiền cái là bắt đầu nó nhột cái lỗ mũi, nó ngứa cái tai, nó cứ vậy. Thì có ba thứ chướng của định. Thí dụ mình đang ngồi định vậy nè, đâu chừng được 5 phút thôi là bắt đầu mình gật, ngủ gục lên gục xuống, và thậm chí mình ngã cái rầm nữa. Cho nên hồi xưa các cái thiền viện
Khi ngồi thiền là phải có một vị cầm cái cây bảng giám thiền, đánh những vị nào mà ngủ gục á, đánh trên vai vị đó, đánh cái chát một cái người đó, đó. Nhưng mà đánh người mà răng cả 10 người kế, mấy người kia nghe bóp bóp tỉnh hồn được 5 phút. Rồi nhiều khi mình ngồi hồi cái mình cong cái lưng, thì cái vị cầm mấy cây giám thiền đó đó để sau lưng mình, để đưa cái lưng mình thẳng lên, đây là cái tiêu chuẩn lưng phải thẳng cỡ nào, thì đưa cây đó vô để cho cái vị đó ngồi thẳng cái lưng lên. Mình ngồi hồi cái mình nghiêng cái vai, thì hễ cái ngay nào mà nghiêng là bị đánh chỗ đó, để biết mình chỉnh cái vai mình lại. Pháp Hòa nhớ hồi đó trong một cái thiền viện có cái thầy này, thầy ngồi thiền hồi có bắt đầu thấy vậy nè, mà không huynh đệ nào sửa thấy được hết. Pháp Hòa nhớ có một cái năm đó cái bắt đầu súng lại hù thầy, bây giờ tụi tôi đi đốn cây đóng cho ông một cái lồng kèm cái đầu ông vô. Ổng nghe vậy cũng biết không, từ đó sao ổng thẳng lưng luôn. Thì khi mình ngồi thiền á, khi mình định tâm á, mình khi mình muốn định tâm nó có ba thứ chướng. Nhiều khi á mình muốn định tâm lắm, mình suy nghĩ hoài tùm lum hết, cái đó gọi là ác niệm tư duy. Có một vị, có vài Phật tử nói á, khi mà tụng kinh rồi hay nghĩ tầm bậy lắm, nghĩ chuyện nam nữ, nghĩ chuyện tiền bạc, nghĩ chuyện này chuyện kia, tất cả cái đó đều là chướng ngại thử thách của mình hết, chứ không phải là gì hết. Và cái cuối cùng là cảnh giới bức bách, là nó làm cho mình thân thể mình không thoải mái, thậm chí giấc ngủ không an, ngủ hay nằm ác mộng. Thì tất cả ba cái này nó ảnh hưởng đến sự định tĩnh. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là năm cái pháp Phật dạy cho mình định tâm ha. Nếu mà tham thì quán bất tịnh, sân thì quán vô thường từ bi, si thì quán nhân duyên, gì nữa, rồi cái nữa là gì, người nào mà hay tán loạn, người nào mà hay tán loạn tâm, hay nghĩ đang ngồi về nghĩ chuyện khác đó, cái đó là tán tâm đó, thì có một cách Phật dạy là quán sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Thí dụ như mình ngồi mình hít vô mình thở ra mình đếm 1, mình hít vô thở ra mình đếm 2, đếm tới 10 cái mình đếm ngược lại 9 8. Nhưng mà nhớ là khi thở đó đại chúng không có phải cố gắng, cứ ngồi bình thường vậy nè, để cho hơi thở nó vô nó ra một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ ngồi đó theo dõi hơi thở và đếm thôi. Đó là một cách. Cách thứ hai, sau này mình có thể chế thêm vài cách đó, là thay vì đếm hơi thở thì quý vị niệm Phật. Ví dụ, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hoặc là quý vị đọc một bài kinh, ví dụ hít vô đệ tử, thở ra kính lại. Nhớ cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, bốn chữ đó. Thì khi mình ngồi thiền mình hít vô đọc 2 câu, thở ra đọc 2 câu, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật. Thì quý vị dùng cái bài đó, quý vị ngồi quý vị thở thì mình không tán loạn. Nếu đi thiền hành, nếu người nào mỏi chân á, đau chân không ngồi lâu được, đi thiền hành chân trái A Di, chân phải Đà Phật, hay là chân trái hít vô chân phải thở ra, thì làm sao để cho cái tâm mình nó định, nó trú mà nó không có tán loạn. Thì Phật dạy gọi là gì? Đa tán sổ tức quán. Đa tán tức là người đa, tức là nhiều cái tán loạn, thì hãy nên dùng cái pháp môn đếm hơi thở. Thì sau này á, chư tổ có chế ra thêm vài cách, thay vì mình đếm phải không, thì mình niệm Phật. Niệm Phật có phước, đếm số cũng vậy thôi. Thì thay vì đếm số thì mình niệm Phật.
Thí dụ như vị nào thích trì chú Án Ma Ni Bát Di Hồng thì mình chia câu đó làm hai: hít vô Án Ma Ni, thở ra Bát Di Hồng. Cứ dùng như vậy 5 phút, 10 phút, làm sao giúp cho cái tâm mình định, tĩnh mà không có suy nghĩ. Rồi thí dụ lỡ mình đang ngồi mà cái gì nó suy nghĩ nó xen vô thì mình lại kéo nó về, thôi buông, không có theo cái đó, trở về với hơi thở của mình. Thì cái này Phật gọi là gì? Là ngũ đình tâm quán. Tức là 5 cái pháp quán để đình chỉ cái tâm lăng xăng của mình. Ngũ là 5, định là dừng lại, ngưng lại. Tâm là cái tâm của mình, quán là cái cách mình quán chiếu. 5 cái cách quán chiếu tu tập để dừng đi cái tâm lăng xăng của mình. Thì trong đó tham, sân, si, tán loạn và chướng ngại. Nhớ không? Tham, sân, si, tán loạn, chướng ngại. Thì tham thì mình quán vô thường, tham thì mình quán vô bất tịnh, biến đổi, không cò, không thường. Sân thì quán từ bi, quán vô thường. Si thì chúng ta quán nhân duyên. Tán loạn thì chúng ta quán hơi thở. Còn chướng ngại thì chúng ta quán tưởng những cái tướng hảo của Đức Phật. Hay nói cách khác là chúng ta nhận ra chướng nó có 3 thứ. 3 thứ chướng, trong đó có hôn trầm trì trệ, trong đó có ác niệm tư duy, có cảnh giới bức bách. Ví dụ như người nào mà hay đau chân, khi mình ngồi đó, mình đau chân, mình thả cái chân lỏng ra để cho máu huyết nó lưu thông trở lại, nhưng mình vẫn duy trì chánh niệm. Và mình biết rằng cái này chỉ là cái nhỏ, cái định tâm là cái chính. Đừng vì cái đau chân đó mình bỏ. Đa phần là mình hay bị cái gì mình hay bỏ lắm. Ví dụ như mình hay đau chân cái bỏ ngồi thiền, buồn ngủ cái bỏ tụng kinh, buồn cái bỏ đi chùa. mình hay bị cái này, nó cái đó là cái chướng. Mà hãy bị chướng này cái bỏ cái tụng, nó dở đi. Cho nên mình nghe cái này để làm chi? Để mình nhắc mình cái gì nó có, nó happen, nó đến với mình là biết cái này chỉ là một phần chứng. Thí dụ như là quý vị thấy chùa cần người, quý vị phát tâm tới giúp, đó là phát tâm bồ đề. Nhưng mà nhớ là mình mới có phát tâm là mới có gieo hạt trồng cây thôi. Thì bây giờ muốn giữ tâm này phải làm gì? Phải nuôi dưỡng, phải tưới tẩm. Và muốn nuôi dưỡng tưới tẩm nó thì chúng ta phải nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Chớ còn không là cây bồ đề này nó dễ bị bứng gốc lắm. Chỉ cần một người nào người ta làm một điều gì, người ta nói một câu gì là bồ đề của mình bị lung lay liền. Hay thậm chí là uống nước. Thí dụ như người nào mà người ta tưới tẩm, người ta khen mình lên tới đỉnh mây là bắt đầu mình bay bổng như đi trên mây vậy. Cũng nguy lắm á. Không? Rồi bữa nào hết thần thông nó rớt xuống đau lắm. Cho nên là hôm nay á, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một cái thiệt thực của sự tu hành là ai trong chúng ta cũng muốn cho cái tâm mình định hết. Nhưng mà cái gì làm cho tâm mình thường bất định? Sân. Con mắt mình thấy là bực bội, cái tai mình nghe là bực bội. Mà khi mình bực bội lên rồi á, thì cái tâm mình nó tán loạn. Cho nên nhiều khi mình nói tôi muốn tu mà tôi gặp cái ông đó tôi tu không được, ông cứ chọc tôi hoài. Nhiều khi về nhà gặp ông xã nói, tôi muốn tu mà ông để tôi tu. Nhưng mà mình đâu có biết rằng ông không phải là cái nguyên do chính, mà tại vì mình chưa đủ định, mình chưa đủ thần thông. Chứ nếu như mình là một ngọn gió kiên cố rồi thì gió nào lay động được mình. Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu đó: như hòn núi kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Thì vậy thì cái mà mình muốn yên, nhưng mà có những cái thứ nó sẽ làm cho mình bất an, là tham, là sân, là si, là tán loạn, là chướng ngại. 5 cái đó nó thường làm cho tâm mình bất định. Thì bây giờ mình muốn định nó, mình phải có 5 phương pháp để làm sao giúp trở ngược lại. Mà hễ mà được cái đó thì chúng ta vượt. Cho nên quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh đó,
là một bài kinh nói về cái đạo lý duyên sinh của các pháp. Để chúng ta thấy rõ nó rồi đó thì chúng ta vượt tất cả mọi chướng ngại. Nhớ không? Viễn ly điên đảo mộng tưởng để được gì? Cứu cánh niết bàn. Sở dĩ chúng ta không có được cái niết bàn viên mãn rốt ráo, cái sự an lạc viên mãn rốt ráo, là vì chúng ta hay bị những cái khác đó chi phối, như tham sân si mạn nghi vân vân. Mê thì là cái đó, tỉnh thì nó chuyển. Cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mình mê thì mình thấy cái đó nó sai, tỉnh ra thì nó đâu có gì sai đâu, chẳng qua là mình không hiểu nó thôi. Cho nên đối với người tu là sai gì không sai, tất cả đều do cái nhìn của mình. Thế mình thấy cái đó không hợp nhãn mình là nó trật, mà nó đúng ý mình là nó đúng. Cho nên rõ ràng tu là do cái cách của mình quán chiếu, còn bản chất của sự vật nó là như vậy đó. Bây giờ anh đừng bắt nó thay đổi theo anh, mà cái quan trọng là anh phải thay đổi mình để làm sao mình thích ứng được cái đó. Cái đó mà là cái quan trọng. Ví dụ bây giờ quý vị ở cái đảo này, tự nhiên mùa này mà tuyết, thí dụ vậy đó, thì bây giờ không lẽ ra mình nói ê sao kỳ vậy, bữa nay kỳ vậy. Mán ổng ở trên đó nhọc công phí sức. Cái quan trọng là mình biết hôm nay trời bất thường, đáng lý mùa này ấm áp, tại sao lại có tuyết. Bây giờ thôi, tuyết thì chúng ta phải ứng dụng lái xe, mặc áo theo cái tuyết, chứ mình không thể thay đổi được bên ngoài. Cái quan trọng là mình tập, mình thích ứng được hoàn cảnh. Thì tập được sống như vậy là mình sống bằng một cách quán chiếu của cuộc sống. Chữ quán là mình nhìn sâu, thấy rõ tất cả các thứ, để chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh. Ví dụ ngày hôm qua Phong Hòa bị sốt, nửa người là nó lạnh khó chịu, đầu thì nó nhức nặng, thật là nặng. Nhưng mà đâu có nói gì đâu. Tại vì sao? Tại show đã lên list rồi. Mà mình hai show là phải hai show. Rồi cái quý vị biết là danh sách quy y mà chụp hình nó lấn, chụp hình nó lấn cái giờ quy y. Nhưng mà mình không thể nở lòng bỏ những vị đã xin ghi danh quy y. Cho nên Phú Hòa nói ni sư là gọi các vị nào còn ở đây bao nhiêu người thì làm lễ cho các vị. Cho đến xong hết tất cả chương trình, rồi các vị kia mới nói thôi cho thầy nghỉ. Phú Hòa nói thôi, mình còn ráng được, nhưng mà hãy để cho đại chúng người ta vui trọn vẹn. Hôm nay người ta bỏ nguyên ngày người ta tới, người ta dự tu rồi, giờ ta còn chút xíu nữa thôi là người ta chụp một tấm hình kỷ niệm cho người ta trọn vẹn, mà mình cũng trọn vẹn. Quý vị hiểu ý vậy đó. Mình đã tới đây làm Phật sự bằng cái tấm lòng của mình, người đến với mình trọn vẹn, mình cũng sống với người trọn vẹn. Cái đó là cái cách tu tập trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhiều khi mình hãy đối với huynh đệ mình như vậy. Nhiều khi quý vị đừng có nghĩ lâu, nghĩ ngày thôi, nghĩ đơn giản một ngày thôi. Phá Hoài hay nghĩ vậy đó. Thí dụ như cái vị đó làm gì đó, nó thôi, mình chỉ có ngày này với người đó thôi. Thế mình nói tôi còn 10 năm nữa thì chắc là để nay tôi làm cho hả cơn giận tôi đi rồi tính. Nhiều khi mình hãy quán, mình chỉ còn một ngày để sống, thì một ngày này mình hãy làm gì cho nó trọn. Quán vậy đó, rồi qua ngày không sao nữa, mình được ngày nữa là bonus. Đấy không? Ga tê, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Đến khi nào tới bồ đề mới được ta bà ha. Cố gắng là yết đế, yết đế. Ba la yết đế là cố gắng hơn nữa. Ba la tăng yết đế là cố gắng thêm hơn nữa. Cố gắng chưa đủ, cố gắng nữa chưa đủ, cố gắng hơn nữa. Đến như vậy rồi thì gì? Bồ đề là đến cái chỗ rốt ráo tốt đẹp rồi, thì chừng đó mình mới hô lên một tiếng gọi là mừng rỡ cho sự thành tựu của mình, ta bà ha.
Cho nên có nhiều vị mới nói bây giờ con đang học, cố gắng cố gắng. Nhiều khi sống với nhau mà không đọc yết đế, đẩy nhau ra đảo hết rồi. Quý vị để ý coi, từ đời sống vợ chồng, con cái, bạn bè với nhau, tất cả mọi thứ đều phải học câu này hết. Cho nên tại sao nó là đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng chú, thấy không? Trừ tất cả mọi khổ. Tại vì nó chỉ có đơn giản thôi, cố gắng cố gắng. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa, có nói chuyện với một chị Phật tử, con của mình đó, nó có ba dạng. Đứa con nào mình sanh ra nó nghe lời mình, nó tùy theo ý của mình hướng dẫn nó, đứa con đó gọi là con tùy sanh. Tùy nó sanh ra và nó đi theo cái ước nguyện của mình, Phật gọi con đó là con tùy sanh. Còn đứa con nào nó sanh ra mình không dạy nó nhiều, nhưng mà nó vượt trội hơn những điều mình dạy, thậm chí nó làm tốt đẹp hơn những điều mình mong muốn, nó làm những điều đặc biệt hơn mình nghĩ, đứa con đó gọi là con ưu sanh, nghĩa là ưu việt, nó là đứa con tuyệt vời. Nhưng đa phần con của chúng ta là gì? Liệt sanh. Liệt sanh là gì? Nghĩa là con, đứa con nó dở, đứa con nó đi nghịch với ý mình, mà luôn luôn nó chống bán mình. Thì nếu mình gặp dạng con nào thì mình phải biết rằng mình đang nhận cái phần đó. Nếu mình lỡ gặp con liệt sanh thì mình phải biết rằng đó là nghiệp của nó mà chướng của mình. Nó sống trong cái nghiệp của nó. Thí dụ như nó đam mê cờ bạc, hút sách gì đó, nó sống trong cái nghiệp của nó. Nó lại là cái nợ, cái chướng của mình. Trời, mình thấy nó là mình bực à. Nhưng mà nếu mình bực bội, mình tháo quát thì mình chỉ chồng chất, không giải quyết. Bởi vì mình la nó đâu có thấm, mà chỉ thêm cái bực bội cho mình. Mà trong tăng trưởng cái bực bội của nó là gì? Nó nghĩ là mình không ưa nó. Thôi bây giờ mình dạy nó, mình khuyên, nhưng mà bên cạnh đó mình sám hối. Nghiệp của nó, nghiệp của mình. Muốn giải đứa con liệt sanh đó, chỉ có tu mới giải được, không cách nào khác. Tu gì? Ái ngữ với nó, từ bi với nó, sám hối nghiệp chướng với nó. Thưa đại chúng, trong đời này mình mà không có nghiệp á, mà đã là nghiệp xấu rồi á, thì nhất định cái nghiệp đó nó chướng mình. Cho nên mỗi ngày chúng ta nguyện tiêu ba chướng, nhớ không? Nguyện tiêu ba chướng chư phiền não đó. Thì ba chướng đó là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Buồn giận tối ngày đó là phiền não chướng. Mà một khi mình buồn giận phiền não người đó rồi thì buộc lòng mình phải làm gì? Phải nói, phải hành động. Thử thời bây giờ mình đi vô công quả, mình bực người nào có nín không? Thế nào cũng nói à. Không nói thẳng cũng nói lén, không nói một người cũng nói nguyên nhóm à. Không nói sau lưng cũng nói trước mặt, không nói trước mặt cũng réo vô phòng tôi nói cho nghe. Còn không nữa, về lát phone nè tôi nói chuyện. Đó là nghiệp chướng. Bởi vì phiền não rồi, phiền não nó làm chướng mình. Sống bằng cái phiền não đó là nghiệp. Mà một khi phiền não với nghiệp nó kết hợp rồi đó, nó thành ra một quả báo rồi đó, thì chính cái quả báo này nó chướng mình. Mình sống bằng bao nhiêu những cái quả báo nó có mặt. Cho nên mỗi ngày mình tụng nguyện tiêu ba chướng chư phiền não. Thì bây giờ phải hòa giải thêm chút, ba chướng đó là gì? Đại chúng nhớ, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Báo chướng tức là khi nó hiện thành, ví dụ như cái người mà sống phiền não xong rồi tạo nghiệp riết á, nó thành ra một cái kết quả cho bản thân. Rồi bây giờ thành người này trở thành một cái người đi đâu cũng sống bằng cái báo đó. Riết rồi người ta sợ mình, người ta thấy mình đâu ta né đó. Thành thử ra nếu mà mình biết được như vậy, đó là cái báo chướng của mình. Thì cái báo này là gì nữa? Rồi mình luôn luôn gặp những cái người mà người ta tiếp tục, người ta làm cái điều đó ở nơi mình nói trời, tôi đâu có làm gì đâu mà tôi bị như vậy.
phải có nó mới vậy. Nhiều khi cái hạt giống mình trồng 10 năm trước rồi, giờ bắt đầu mới nó có trái. Mình trồng một cái hoa có thể một mùa nó có bông, nhưng mình trồng cây bưởi nó tới mấy năm mới có trái. Thì nó có những loại quả mà tới mấy năm nó mới có, chứ không phải là nó có liền. Cái gì mà nó có liền đời này, Phật gọi là hiện báo. Nhớ không? Cái gì mà có liền đời này Phật gọi là hiện báo. Còn cái gì mà sau này mới có Phật gọi là hậu báo. Còn cái gì mình làm mình nhận trong đời này là sinh báo. Dù như giờ mình không làm gì tự nhiên đâu tới tới này là sinh báo đó. Báo chướng của đời này. Còn những cái gì mà mình gặp ngay trong đời xa xa về sau là hậu báo. Chứ Phật nói rõ trong kinh hết. Mà nếu mà mình đọc kinh, mình nghe pháp, mình hiểu được những cái đó, cái gì nó xuất hiện mình điểm nó liền, biết tên nó hết. Phải không? Mình biết tên nó để làm chi phải không? Để nó không làm chướng ngại mình. Nó không làm chướng ngại mình. Ví dụ bây giờ mình đang 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 làm gì đó, mình khởi cái tâm, ồ tôi biết cái này là tham nè, cái này là ganh nè, đó, cái này là ích kỷ nè, biết rõ nó. Biết vậy không phải để mình làm gì, chuyển mình thôi. Mà chuyển mình từ 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 vậy thì gọi là tu. Thôi thì trưa hôm nay thăm đại chúng một chút, rồi có vài lời chia sẻ với đại chúng trên con đường tu tập. Mong đại chúng an vui và tinh tấn trên con đường tu tập của mình. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là đệ tử của thầy, tức là quy y với Pháp Hòa đó. Con có câu chuyện thật muốn chia sẻ cùng thầy. Cách đây hơn 1 năm, con bị bệnh bú đầu cần phải phẫu thuật. Ca giải phẫu cần đến 5 tiếng sau, cần đến 5 tiếng. Sau khi giải phẫu xong, con bị hôn mê, chưa tỉnh hẳn lại. Trong lúc hôn mê, con chiêm bao thấy con đang đứng niệm Phật, xung quanh con là mấy là mây à chung quanh con là mây bao phủ và có tiếng suối reo, tiếng chim hót. Sau đó thì con thấy được tượng Phật Bổn Sư Thích Ca, và tượng Phật này lại chuyển thành tượng Phật trở thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong lúc đó con không biết phải đi về đâu thì con bỗng thấy có một tăng đoàn đi ngang qua, nhưng con lại không thấy được mặt. Và vị tăng cuối cùng xoay mặt lại là thầy, và thầy kêu con đi theo thầy nhanh lên kẻo không kịp nữa. Và con liền bước theo thầy, lập tức con tỉnh lại. Và ngày hôm sau, như vậy là con đã hôn mê 24 tiếng rồi. Thầy đã cứu con sống lại, đến bây giờ con đã khỏe lại rồi. Nhưng giấc mơ đó vẫn luôn in rõ trong tâm con. Con xem đó là động lực, như lời thầy nhắc nhở con nguyện tinh tấn tu tập thêm. Con rất biết ơn thầy, con cầu nguyện cho thầy được luôn nhiều sức khỏe, đệ tử của thầy. Thì thưa đại chúng, đây là một giấc chiêm bao lành. Thì trong cái thời gian mà cái này nó cũng nói lên được là khi chúng ta tu tập, thì sở dĩ vị Phật tử này được như vậy đó, cái đó là cái phước báo, cái phước của vị đó. Và đồng thời á, cái hàng ngày mình tu tập á, mình luôn luôn hướng Phật. Đại chúng nhớ lâu nay mình niệm Phật phải không? Thí dụ như niệm lấy miệng mình, dùng miệng mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình kêu vậy là niệm Phật đó. Nhưng mà mình nhớ rằng á, ngoài niệm Phật mình còn 9 cái niệm khác nữa, chứ không phải chỉ niệm Phật không. Niệm Phật là một thôi. Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm gì nữa, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Đó là 10 niệm. Tại sao gọi là 10 niệm? Ví dụ có những lúc chúng ta cần niệm pháp. Niệm pháp là niệm sao? Có những lúc chúng ta cần phải đọc một lời kinh
để chúng ta nhắc nhở mình, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như ở trong cái bài 10 điều mà Đức Phật Thầy Tây An dạy đó, trong đó có một câu: lòng trung kiên muôn thuở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Nếu mình thuộc được câu đó đó, thì khi mà khổ lụy hay là ai làm khổ mình đến, mình niệm pháp niệm câu đó liền: việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Có phải huyễn hoặc không? Đấy, mình ngồi đây cũng huyễn hoặc hết. Ngày hôm qua tới đây còn hớn hở, sáng nay cũng còn hớn hở, chiều nay ngồi hơi hết thở. Bởi vì sao? Bắt đầu đuối rồi. Bây giờ là chỉ trông là được đi về ngủ thôi. Không, huyễn hoặc. Cho nên rồi mình đến đây mấy mươi năm, mình đến đây mấy mươi năm, cõi đời này là cõi tạm, thân mình là thân tạm, thì cuộc sống này cũng là sống tạm. Cái gì chúng ta làm cũng tạm hết á. Đây, cắm bình hoa nè, đẹp không? Đẹp, tạm thôi. Cái thân này cũng tạm thôi, mấy mươi năm thôi. Bây giờ lâu lâu trở về lại đây là thấy một số quý bác là bắt đầu có tuổi rồi, tóc bạc hơn ngày xưa rồi. Đó, thành đó là sự thật. Cho nên mình niệm cái đó là niệm pháp, niệm cái lời Phật dạy, niệm những cái câu, niệm những cái gì mà giúp chúng ta vượt qua được cái khổ trong lúc đó. Có nhiều khi mình không có làm xấu, mình không có làm sai, mà người ta nghi mình làm sai, thôi thì sao? Hạ mình nhận lỗi, mặc dù rằng không, không có lỗi gì hết á, nhưng mà thôi hạ mình nhận lỗi. Để chi? Để cho mọi việc nó xong. Hoặc là có nhiều khi mình niệm một câu, mình niệm một cái câu pháp đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với người lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sanh tử sẽ rất dài với kiếp con người. Phải không? Đêm dài với người mất ngủ, bữa nào mình mất ngủ mình thấy đêm nó dài lắm. Đường rất dài với người lữ hành mỏi mệt. Nếu mà chiều nay mà quý vị mà ra xe đi về là quý vị thấy đường dài lắm, tại mình quá mệt rồi. Mỏi mệt trông cho về sớm. Đường rất dài với lữ hành người mỏi mệt. Nhưng mà cái đường sanh tử luân hồi này nó cũng dài lê thê với một với con người của chúng ta. Đó, mình niệm như vậy là niệm pháp. Hay là thậm chí nó, mình nghĩ trong bụng á, người này mắng tôi, chửi tôi, hãm hại tôi, mình luôn luôn nghĩ như vậy thì lúc nào mình cũng có khoảng cách với người đó hết. Mà trong kinh gọi là gì? Mình luôn luôn nói là nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, ghét tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không lui. Nếu mình nuôi cái đó, Phong Hòa ví dụ giờ quý cô cứ nghĩ Phong Hòa không thích quý cô, mỗi lần gặp cái quý cô né. Mà thật sự ra mình đâu có chắc là cái người đó có ghét mình không. Tự mình nuôi trong lòng mình một cái ý nghĩ như vậy, để rồi mình giữ khoảng cách, mình không tới được với người đó. Cho nên mình niệm pháp đó là niệm lời dạy của Phật. Ngoài cái câu niệm Phật, có đôi lúc câu niệm Phật nó không có tác dụng, mà lúc này cần niệm pháp, niệm một câu lời Phật dạy để giúp cho mình vượt khổ. Ví dụ mình niệm câu trong Bát Nhã Tâm Kinh rồi: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tất cả các pháp này đều là không, không này là sắc, sắc này là không. Đấy, quý vị thấy không? Hoa đẹp không? Đấy, sắc đấy. Nhưng mà cái hoa này á, nó vốn làm từ những cái không phải là hoa, như là đất, nước, lửa, mây, mưa gì đó. Đấy, thành nữa nó đẹp vậy nè, nhưng đó là sắc đó. Nhưng mà chính cái sắc này nó là không, bởi vì chút xíu nữa nó héo. Hay là mình bẻ nó ra từng cánh thì nó không còn là một cái hoa đẹp nữa. Thì ngay cái sắc này mình vẫn thấy nó là không. Bản thân mình cũng vậy thôi. Mình ngồi đây vậy đó. Ngày hôm qua có một cô Phật tử mới hỏi cái vấn đề chôn thiêu đó. Thì Phật Hòa có thưa là cuộc sống này, con người mình sống mấy mươi năm, khi mình chết đi rồi
thì mình phải tìm một cách nào để mình giải quyết. Chôn là thiêu tùy ý mình. Mình đã không dính mắc vào cái xác thân này thì ai muốn làm gì cũng được hết. Chôn cũng được, thiêu cũng được. Người xưa quan niệm là sống cái nhà thác cái mồ, cho nên buộc lòng phải xây mộ, phải không? Nhưng mà cũng có người quan niệm khác. Quan niệm sao? Thân cát bụi trả về cho cát bụi. Cho nên cái bài mà người ơi xin người nhớ cho, thân này chỉ là cát bụi, trả về cát bụi, xin người nhớ cho, thì nhớ như vậy gọi là niệm pháp. Ngoài ra mình còn niệm tăng. Những vị tăng nào mà có đạo hạnh thì chúng ta nên thường nhớ nghĩ đến vị đó để chi? Để học cái hạnh của vị đó. Có những vị tăng có cái hạnh nhẫn, có những vị tăng có cái hạnh lợi tha, thì mình nên nhớ những cái hạnh đó. Rồi niệm gì nữa? Niệm thí. Niệm thí là cho đó, bố thí cho người ta đó. Mình thấy rằng á, mình cho người ta vui dữ lắm. Rồi niệm giới là gì? Mình giữ giới, luôn luôn nhớ những cái giới mình giữ. Thí dụ như Phật tử thọ năm giới, cần phải nhớ giới không? Cần không? Cần. Không nhớ giới sao giữ? Cho nên dụ mình thọ giới phải giữ giới, nhớ giới, thì cái đó là niệm giới. Thấy không? Thành mười, có 10 niệm là ngoài niệm Phật. Cho nên vị Phật tử này phước báo còn, và thường ngày có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, vân vân. Cho nên khi mình bệnh, mình được nhiều cái điềm lành nó đến với mình, để giúp cho mình tăng trưởng được cái sức khỏe và niềm tin của mình. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con về câu dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Quý vị nhớ câu này ở đâu không? Ở đâu? Kinh gì? Kinh Pháp Hoa đó. Đây là bài kệ tán thán Kinh Pháp Hoa. Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Bây giờ nữa, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Vậy thì có người thắc mắc, nếu như vậy mình tạo tội hơn cái núi, mà không lẽ chỉ cần tụng vài ba hàng này mà tội hết sao? Phải không? Thì ở đây là nói tới cái lý. Trước hết nói tới Pháp Hoa. Ở trong này nè, diệu pháp. Diệu pháp là gì? Là cái pháp vi diệu. Mà cái pháp đó chính là khi chúng ta trở về được với Phật tâm, Phật tánh của mình, mà được kinh đó, lấy cái liên hoa, lấy cái hoa sen làm biểu tượng. Tại vì hoa sen là một loài hoa vượt khỏi bụng, mà nếu mình không bị vướng bụng thì mới gọi là hoa sen. Cũng như thế, nếu chúng ta vượt khỏi các cái dính mắc bụi bặm của cuộc đời này thì chúng ta là hoa sen. Mà nếu chúng ta có tạo tội hơn núi cả, nghiệp chúng ta vẫn trả, nhưng bây giờ không khổ lụy. Mà ví dụ như bây giờ, hồi trước kia mình làm lỗi, ngay bây giờ mình hiểu, mình chấm dứt, thì nghiệp mình dứt ngang đó, mình không tiếp tục tạo nữa, phải không? Thì người ta là dứt nghiệp, nghĩa là dứt cái phần tạo nghiệp. Nhưng mà cái quả mà chúng ta phải trả những gì chúng ta làm vẫn còn. Nhưng mà một khi chúng ta đã hiểu được pháp rồi, thấy được đường đi rồi, thì chúng ta dừng ngang đó. Mà dừng ngang đó thì hết tạo nghiệp. Phong và ví dụ nãy mình chửi cái người kia quá trời, do mình hiểu lầm, tự nhiên có một ai đấy lại nói nhỏ với mình nghe, cái mình đâu có chửi nữa, tại vì mình ốc dột rồi, mình hổ thẹn rồi, mình đã bị lố lời rồi, cho nên mình ngưng ngay đó, không nói nữa. Thì ngay đó là mình chỉ cần bắt đầu từ giờ phút đó, mình đem hết tâm thành của mình đến để mình tu tập, gọi là chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Còn núi cả tội lỗi đi nữa, bây giờ vẫn trả, nhưng mà trả trong bình an, không có khổ. Tại vì mình thấy được nhân quả. Trước kia thì mình không thấy nhân quả thì mình trách, mình nghĩ là người đó hại tôi, người kia muốn thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra tất cả đều từ ở nơi mình.
Một khi tâm mình đã quyết dứt thì ngay đó mình dừng. Pháp Hòa ví dụ như quý vị thấy cái miếng đất hoang mà chùa Tây Trúc mới mua đó, thấy không? Thì khi mà mình phát tâm lành ở miếng đất đó rồi đó, thì miếng đất đó từ từ nó sẽ trở thành, từ một miếng đất hoang trở thành một thánh địa. Phải vậy không? Đó, nếu mà mình phát tâm ngay chỗ đó, ngay cái chỗ đất hoang đó mình phát tâm, thì mình sẽ, người nào phát tâm muốn làm chùa thì mỗi người dẹp cái cỏ đó, búng cái cây gai, dẹp cái cỏ khô, là hốt đi miếng rác. Từ từ thì cái miếng đất mà khô cằn đó, rác rưới đó sẽ trở thành một thánh địa. Thì như vậy rõ ràng chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng, dầu cho tạo tội hơn núi cả. Xưa nay lấy thân này làm tội thì bây giờ lấy thân này làm phước. Xưa nay cái miệng này mình làm tội thì bây giờ cái miệng này mình làm phước. Phải không? Cho nên làm phước ở đâu? Cũng nơi thân tâm này. Mà tạo tội ở đâu? Cũng nơi thân tâm này. Chứ không có đâu hết á. Cái miệng này á, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nói tốt cho ai, chưa bao giờ nói lành thiện. Bây giờ phát tâm rồi thì cái miệng này phải nói điều thiện, chứ không thể nói khác hơn được. À, cái ý nó là như vậy. Mà một khi mà mình từ ở bùn mà vượt bùn là hoa sen. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là lấy cái biểu tượng của hoa sen làm cái pháp ví dụ vi diệu. Đặc biệt không? Từ bùn mà có sen. À, trong bùn có bùn mà cũng có sen. Quý vị nhớ câu đó không? Có bùn mà cũng có sen. Thì nếu mà không có bùn thì làm gì có sen? Thì không có, chưa từng gặp khổ đau thì làm gì nhận ra được hạnh phúc? Cho nên thưa đại chúng, mình làm cái chùa Tây Trúc ở đây gian nan dữ lắm. Mà tiền không có, nhân sự không có, rồi gì nữa? Gì? Nhân lực không có, tài lực không có, mà gặp đủ thứ rắc rối bơ hết. Bởi vì mình mua cái nhà thờ, mà nhà thờ này là nhà thờ gì? Nhà thờ lịch sử, 80 mấy năm lịch sử rồi. Bây giờ họ không cho mình khuất trương cái nhà thờ đó, phải giữ nguyên cái trạng dạng đó. Nhưng mà nếu không có gian khó này thì mai mốt đây mà thành tựu cái ngôi chùa, mình không thấy có gì đặc biệt hết. Từ cái chỗ gian khó mà mình lần lượt mình vượt khó, chừng đó mình mới thấy là sao? Quả thật là diệu pháp. Quý vị thấy bỏ cuộc dễ lắm. Thôi mệt mỏi quá, tôi làm mà chẳng thấy ai khen mà chê không, bỏ cuộc liền. Không? Thôi bây giờ mệt mỏi quá, tôi làm tôi thấy phiêu quá, không biết mai mốt đây tới đâu, thôi bỏ cuộc liền. Cho nên chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng là vậy đó. Chỉ cần một cơn vượt qua thì chính ngay đó là diệu pháp của mình. Cái ý nó là vậy đó. Cho nên từ ở nơi bùn nhơ mà chúng ta vượt được, từ những cái khổ lụy mà chúng ta vươn lên, từ những cái thất bại mà chúng ta thành công, từ những cái hoang mà chúng ta thành ra cái màu mỡ. Quý vị thấy Tây Thiên không? Tu viện Tây Thiên, ai mà tới đó vào những năm mới mua thì sẽ thấy từ một cái chuồng bò mà chúng ta sửa thành một cái thiền đường, một cái nơi để mà tu. Rồi ở đó được 5 năm, khi mà đại chúng đông đảo lên rồi thì bắt đầu mới xây căn tiệm. Mà xây tới đâu thì cực tới đó, xây tới đâu thì cực tới đó. Nhưng mà nếu không làm thì chúng ta không có gì hết. Cho nên đừng có sợ nhọc, không? Chỉ cần nhọc đôi ba dòng thôi mà chúng ta có được cái vi diệu pháp. Đó là cái ý của cái bài kệ tán thán kinh Pháp Hoa. Rồi câu hỏi kế: kính xin thầy Quan Hỷ giải thích cho chúng con câu hỏi này. Trong pháp môn Tịnh Độ, Hòa Thượng Trí Tịnh nói là đi đứng nằm ngồi chúng ta đều phải niệm Phật. Nếu mà niệm Phật như vậy thì làm sao mình ngủ? Đúng rồi, Hòa Thượng nói là đi đứng nằm đều niệm Phật, chứ Hòa Thượng đâu có nói ngủ niệm Phật đâu, phải không? Nằm thôi mà. Thưa đại chúng, Hòa Thượng có nói cái chỗ này nè: tôi chưa phải là người niệm Phật tới chỗ nhất tâm, nhưng mà tôi có thể niệm Phật tương tục. Là sao?
Ví dụ đang nói chuyện nè, đang nói nè, ngưng niệm Phật. Mình đang nói chuyện mà sao niệm Phật? Nhưng mà dứt câu chuyện rồi thì bắt đầu niệm Phật trở lại. Quý vị hiểu ý không? Vậy thì mình ngủ cũng vậy, leo lên giường đâu có ai mà vừa nằm xuống khò liền đâu, ít nhất phải 5 phút sau. Thì trong khoảng 5 phút mà chưa ngủ thì mình niệm Phật, đến khi nào mình ngủ rồi thì thôi. Nhưng mà không chừng trong khi mình nhờ 5 phút mình niệm như vậy đó, mà không chừng trong dứt chim bao, lỡ mình có thấy tầm bậy á, mình vẫn niệm, mình vẫn niệm Phật. Tại vì trước khi ngủ tâm mình niệm Phật, miệng mình niệm Phật. Đó, thì quý vị nhớ là nhất tâm bất loạn thì khó. Nhất tâm bất loạn là niệm tới cái chỗ là một tâm, dù nói chuyện vẫn là niệm Phật. Khó quá, làm chưa được. Nhưng mà ít nhất khi mình dừng câu chuyện niệm Phật, ví dụ đang ngồi niệm Phật, đang đứng nấu ăn niệm Phật, có một cái điện thoại reo bắt phone, thì khi mình bắt phone lên, alo, ngay cái giây phút alo là mình ngưng niệm Phật đó, để mình chú tâm vô câu chuyện mình nói. Dạ rồi, cảm ơn chị nha, lát gặp lại, cúp cái phone. Thì ngay cái chỗ mình cúp phone tiếp tục niệm Phật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên niệm Phật liên tục là như vậy. Còn khi nào mình cần làm cái gì thì mình dừng lại để mình chú tâm vô cái đó. Mà chú tâm vô như vậy, mà nhờ cái năng lực trong khi niệm Phật nãy giờ đó, nó trở thành ra một cái năng lượng lành thiện, giúp cho chúng ta tiếp tục làm công việc đó bằng tất cả tâm của mình. Ví dụ như mình giúp, mình làm một cái việc gì đó mà mình tỉnh, mình tỉnh trong khi mình làm, thì tự nhiên mình làm một cách gọn gàng, thành tựu tốt hơn. Cho nên mình đang giúp đỡ cho ai, đang nói việc gì đó mà nhờ nãy giờ niệm Phật, cho nên tâm mình nó tỉnh theo niệm Phật nãy giờ rồi, cho nên ít có sân, ít có nổi nóng, ít có bực bội trong khi câu chuyện tiếp nó tới với mình, bởi vì nãy giờ câu niệm Phật nuôi dưỡng mình. Đó, đó là cái cách tu niệm Phật của Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài xác định, Ngài nói rõ với chúng ta là dứt câu chuyện thì trở về niệm Phật. Được như vậy cũng đã quý rồi đó. Chứ còn cái chuyện mình nhất tâm bất loạn thì chưa không, bởi vì mình hết nghĩ này tới nghĩ kia mà. Nãy giờ ngồi đây chứ tâm đâu có nhất đâu. Nếu mà có nhất thì nhất gì? À, nhắm mắt lại để mình trở về với cái nhất đó của mình. Câu hỏi kế: con xin hỏi thầy, mình không ăn thịt, không ăn cá, vậy mình có đầy đủ sức khỏe không? Giờ nhìn quý thầy là biết liền. Nhìn quý thầy, quý sư cô thì biết liền. Vị nào phần lớn có ăn chay từ nhỏ tới lớn đó, như ni sư trụ trì cho Pháp Hoa ăn từ nhỏ nè. Đó, có phước sức đâu mà tiếng còn lớn hơn mình nữa. Sức còn dẻo dai hơn quý vị nữa. À, quý vị mà ni sư phải thức dậy từ hồi 3-4 giờ sáng hôm nay đó, rồi đi xuống đây là bận rộn suốt cả tới bây giờ đó. Còn mình là tối được về nhà ngủ sớm ha, rồi sáng ăn sáng lên đây chỉ ngồi vòng vòng chơi thôi đó, mà giờ còn nhắm mắt thiền định. Mí mắt chân trời mỏi rồi. Không có mất sức đâu nếu mình ăn đúng. Thật sự ăn chay không mất sức nếu mình ăn đúng phương pháp. Ăn đúng đây là gì? Nghĩa là chúng ta luôn luôn, đại chúng cứ nhớ cái giới thứ 5 Phật dạy rõ lắm. Mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với thân, mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với tâm. Bởi vì thân tâm cần được nuôi dưỡng bởi hai loại thức ăn. Cho nên người Việt của mình ăn cơm á, âm dương hài hòa. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào mình ăn một món đồ chiên, ví dụ mình lấy nấm, lấy bông cải trắng mình lăn bột chiên đi. Thường thường mình lót ở đâu? Lót ở trên gì? Salad. Salad son, cà chua mình lót lên. Bởi vì sao? Vì mình quan niệm rằng cái món đó là món chiên, ăn có rau vô thì nó mát. Mình nấu canh cải bẹ xanh, nhớ để gừng, tại vì canh cải bẹ xanh nó mát, nó hàn, phải có gừng vô để nó giữ điều lại cái âm tính của cái nồi canh đó. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Cho nên không có mất sức
nếu mà mình ăn đúng cách. Và mình nhìn vô các vị xuất gia, các vị nào phần lớn cũng ăn chay từ nhỏ tới lớn. À, các vị đi xuất gia mà từ nhỏ là ăn chay từ nhỏ, chứ có ngày nào ăn thịt cá đâu. À, rồi bây giờ mới hỏi nè, có những người người ta ăn thịt suốt cuộc đời của họ, họ có bệnh không? Không bệnh như thường, mà thậm chí nhiều khi sức khỏe họ còn yếu hơn là người ăn chay nữa. Rồi bây giờ bằng chứng mà rõ ràng nhất là quý vị nhìn con bé Trung Huyền, con của Quảng Tánh đó, gọi là nó ăn chay từ trong bụng mẹ đó, mà nó sanh ra nó còn khỏe mạnh, nó tròn trịa hơn chị em nó nữa. Thành thử ra mình thấy rõ ràng ăn chay không mất sức. Mà các đứa nhỏ con của chị bây giờ vẫn ăn chay trường. Mà bạn nó hỏi chứ tại sao mày ăn rau? Nó nói mày ăn con gà, mày cắt cổ con gà rồi con gà nó không mọc cái cổ lại. Còn cái cọng rau mày cắt ngang cái cọng rau mình ăn, cái cọng rau nó mọc lại. Trả lời vậy đó, hay không? Mình người lớn nghĩ còn chưa ra nữa. Đó, nên nó nghĩ mình ăn cọng rau, mình cắt cọng rau rồi cọng rau mọc lại khác mình ăn. Còn con gà mình cắt cái cổ nó rồi thì nó chết, nó không mọc lại cái cổ. Cho nên tổn hại cái tình thương mình không ăn. Đó. Cho nên ăn chay không mất sức. Như là Pháp Hòa đây là phải nhịn bớt. Kính thưa Thầy, mẹ con mất năm 2002. Mấy hôm trước con mơ thấy mẹ về bảo anh chị con đốt vàng mã cho mẹ. Vậy là mẹ con chưa siêu thoát hay sao? Thật ra thì cái người âm á, người ta không phải là người ta cần cái đó, nhưng mà theo cái đời sống quen của họ rồi, không có không được. Pháp Hòa ví dụ nè, mình đi đâu á phải có tiền trong túi, mặc dù không có xài, nhưng mà ra khỏi cửa là phải có vài chục, mà nói theo tiếng Việt là gì, dằn túi. Không có tự nhiên mình thấy nó giống như mình sợ sợ lo gì vậy đó, phải vậy không? Thì cái người mất cũng vậy. Khi họ ở trong cái cõi âm mà họ chưa nhận chứng được cái sự gọi là huyễn hoặc của ta bà của đời này á, thì họ nghĩ phải có mặc cái này, phải có xài cái kia, chứ thật sự chẳng xài gì hết. Có nhiều vị ta nói đó, ma mà mua đồ ăn khuya mình đi bán, gặp người đó ra mua thức ăn, mua xong đưa tiền cho mình đàng hoàng, tới sáng ra tỉnh dậy mở ra thấy toàn là lá cây không. Đó là gì? Đó là tại cái tâm thức, cái thần thức của họ nhận là như vậy. Cho nên nếu mình để an lòng thì mình cứ tụng kinh, mình siêu độ cho họ. Khi họ hiểu tận nguồn rồi thì họ không còn dính mắc cái việc đó nữa, họ đòi hỏi cái gì nữa. Còn đó là mình nói ở cái mặt nếu người đó có về, chưa nói đến việc là tâm hồn, tâm của mình thường ngày nhớ nghĩ đến cha mẹ, lo sợ cha mẹ thiếu thốn, cho nên nó lâu ngày nó trở thành một cái chủng tử trong cái tàn thức của mình. Tối ngủ dậy cái mình phóng ra, mình nghĩ rằng người thân mình cần cái này, cần cái nọ vậy đó. Thôi mình một câu hỏi nữa rồi mình nghỉ. Hôm nay con có duyên lành được gặp thầy, con cảm ơn thầy. Con xin hỏi thầy làm ơn trả lời cho con. Thầy ơi, con biết con thì phước mỏng nghiệp dày nên hiện tại cuộc sống con khổ. Chồng và hai con trai con nếu theo bạn bè không tốt. Con cầu nguyện chư Phật gia hộ cho nó từ bỏ những tật xấu, nhưng nó không nghe con. Bây giờ con phải làm sao? Xin thầy hướng dẫn. Nó không nghe mình là thầy biết làm sao. Thưa đại chúng, như hôm trước Pháp Hòa có nói trong kinh đó, Phật có dạy mình đó, con có ba loại. Quý vị nhớ không? Trong kinh nói Phật dạy rằng có ba loại con. Nếu như mình sanh con ra, mình nói đâu nó nghe đó, mình khuyên nó, mình dạy nó nghe lời mình, con đó gọi là con tùy sanh. Tùy sanh nghĩa là những đứa con nó sống nó theo cái ý muốn của mình. Có những đứa con mình dạy nó đủ thứ hết, nhưng mà nó hoàn toàn nó không làm những gì mình nói hết, mà nó chống bán lại mình.
và nó sống rất là dở, dù một chút nghĩa là hay cũng không có. Đứa con đó gọi là con liệt sanh. Liệt sanh là gì? Nghĩa là dở, đứa con bại liệt, tức là cái tinh thần, ý chí, cuộc sống của nó không có lành mạnh, gọi là con liệt sanh. Nhưng mà có những đứa con mình không dạy nó nhiều, và thậm chí nó làm còn hơn những gì mình nói, nó giỏi hơn những gì mình muốn. Con đó gọi là con ưu sanh. Ưu là gì? Là ưu việt, là ưu tú, là vượt hơn tất cả cái bình thường. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại coi, con trong nhà mình nó thuộc dạng nào? Nó thuộc dạng tùy sanh, liệt sanh hay ưu sanh? Nếu mà là ưu sanh, đó là phước của mình, mà là duyên phước của đứa nhỏ đó. Nói khác hơn, nói khác là nó mượn mình nó đi ra để nó làm một cái gì đó lợi ích cho đời, cho người. Chứ còn bản thân mình không có dạy nó bao nhiêu hết á. Nhưng mà mình mà nó có những cái suy nghĩ, nó có những cái sống mà mình đặc biệt mình phải phục. Cái đứa con đó hiếm lắm. Mà phải nói là mình phước lắm mình mới có được một đứa con đó. Mà đứa con đó chủng tử thiện lành dữ lắm á, nó mới chọn mình làm mẹ nó. Giống như Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, khi Ngài còn là Bồ Tát Hộ Minh ở trời Đâu Xuất đó, thì Ngài phải chọn coi ai làm cha mẹ của mình. Cuối cùng Ngài mới chọn Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Bởi vì hai người này là hai người, một vị vua nhân đức. Cho nên trong kinh nói đó, một vị Bồ Tát sắp sửa hạ trần để mà độ sanh đó, thì các vị phải làm những công việc như là quán sát coi gia đình nào là cha mẹ của mình, quốc độ nào là quốc độ mà mình sẽ sanh về, và thời điểm nào là thời điểm để mình có mặt. Cũng giống như bây giờ mình sắp tổ chức lễ đi, mình phải lựa coi ai có khả năng nói tiếng Anh, đi giao tiếp để mình giao phó công việc này. Rồi người đó phải đi làm gì, rồi phải tìm một cái ho nào mà cho nó đúng với cái môi trường mình muốn, vân vân. Thì cũng như thế, một người muốn xuống đời này phải chọn lựa. Thì mình phải có phước lắm mình mới nhận được một đứa con ưu sanh. Còn nếu mà trung bình, giữa mình với nó có cái tác nghiệp qua lại, có làm ăn á, nó nói giờ bà cho tôi ra, tôi ráng tôi đi cày tôi nuôi. Tùy sanh là gì? Đó là giữa cái phước giữa mình giữa nó, cái tác nghiệp giữa mình với nó trong quá khứ ngang chừng đó. Còn nếu như á, mà mình quỵt nợ của nó, mình mượn nợ của nó nhiều, thì đời này nó là ưu liệt sanh. Liệt sanh là nó đòi mình. Có những đứa con, quý vị thấy có những gia đình đó, 5 người con mà đòi hết 4 rồi, chả con đứa à. Chỉ có một đứa nó biết thương cha, thương mẹ, nó chăm sóc mình thôi. Còn những đứa kia nó không hề thương tiếc. Ví dụ đi làm về hay nó đi chơi về khuya, nó thấy mẹ ngồi khóc, nếu mà nó động lòng, nó lại nó xin lỗi, nó ôm mẹ, con xin lỗi, con đi chơi về khuya làm mẹ chờ. Đó là cái đứa con nó còn chút suy nghĩ. Xong đi ngủ đi, ngồi đây làm gì? Trời ơi, mình nghe đó cái nước mắt nãy giờ trào mà bây giờ máu nó muốn trào nữa. Xong rồi giờ nuốt vô lại, nuốt vô lại làm gì biết không? Ôm gói ôm đi ngủ. Thì quý vị phải nhớ là Phật dạy con có 3 loại: liệt sanh, ưu sanh, tùy sanh. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, mình sanh đứa con nó ra, không một cha mẹ nào muốn con mình hư hết á. Nhưng mà tại sao nó theo cái môi trường đó, phải không? Nó theo môi trường đó, nó đi theo con đường đó, mình đoán được. Bây giờ mình biết rằng mình không đủ phước đức, mình cũng không đủ lực để mình chuyển hóa nó đâu. Mình chỉ làm một việc thôi, tu thôi, sám hối tu thôi. Đây là nghiệp của mình nè. Thì bây giờ muốn nó trở về với mình một chút xíu nào, phải tu tập sám hối để cho cái nghiệp nó giảm. Mà nghiệp nó giảm thì nó nghe lời mình chút. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói này là quý cô, quý chú biết liền à. Quý vị có cái iPhone đó, đụng đâu chụp đó nè, đụng đâu chụp đó, đụng đâu chụp đó. Tới hồi cần chụp một tấm hình, rất muốn chụp, bấm lên đầy memory, chụp không được.
Bây giờ muốn được một hai tấm hình đó, phải vô lại cái file, delete bớt một hai tấm hình không cần thiết, chỉ cần chừng 50 tấm hình bớt thôi là sẽ chụp được 50 tấm hình kế tiếp. Thì cũng như thế thôi, nghiệp bớt một phần thì nó thu được một phần. Còn nếu mà bữa nào mà rảnh mà ngồi delete hết những cái hình mà mình không cần, thì mình sẽ có một cái space rất là lớn, một cái khoảng rất lớn để mình chứa thêm những cái hình nữa. Bảo quả ví dụ vậy dễ tu không? Nó cũng vậy thôi. Bây giờ mỗi ngày mình sám hối một chút, sám hối một chút, mà sám hối rồi cái tâm mình nó thuần, cái nghiệp mình nó giảm rồi, tự nhiên giờ mình nói con ơi, con ăn, má nấu cho con ăn, thì nó sẽ xoay qua nó nói dạ con đói bụng, má nấu cho con đi. Khi nào tao ăn tao nói, hỏi hoài à. Trước kia nó sẽ đờ đó, trước kia nó dện mình câu đó đó, trước kia nó dện mình câu đó đó, mà bây giờ nhờ mình sám hối riết giờ nó không nói câu nữa, nó nói dạ lát con ăn con nhờ má. Nghe câu mát ruột không? Nghe câu đó mát ruột rồi. Chứ hồi trước kia kêu nó ăn là nó say qua, nó nói hỏi hoài à, khi nào ta ăn ta nói. Phải không? Mà quý vị thấy nhiều khi trên đời mình gặp những cái trường hợp vậy đó, mình hỏi người ta rất là đàng hoàng mà người ta say qua ta trả lời một câu như là nước tạt. Đó là cái nghiệp của mình. Mà tại sao mình la lo hết cho nó mà nó không động lòng? Bởi vì sao? Bởi vì nó không thấy mình lo gì cả, chẳng qua là bà nợ tôi thì bây giờ bà trả tôi lấy chứ ơn nghĩa gì tôi cảm ơn. Nó vậy thôi. Tại sao có những đứa con nó hiếu thảo, nó lo cho mẹ từng chút, mà có những đứa con nó không? Thành thử ra mình phải biết rằng cái đó là cái phước mỏng nghiệp dày của mình. Mà cuộc đời này là quý vị thấy á, Đức Phật nói á, khổ bất khả ngôn. Khổ bất khả ngôn nghĩa là gì? Khổ không nói hết. Khổ không nói hết. Ăn no quá cũng khổ, đói bụng cũng khổ, đẹp quá cũng khổ, xấu quá cũng khổ, lùn cũng khổ, cao cũng khổ, cỡ nào cũng khổ hết á. Cho nên khổ không nói hết. Mà thật sự á, đâu phải hồi mình mới qua đó, hồi mình mới đặt chân tới Canada nè, khổ quá không biết tiếng Anh, đi làm ít lương mà bên Việt Nam gửi thơ thăm liên tiếp. Mà hồi xưa mà thấy gì, cái thời mình mới qua mà gặp cái bao thơ mà cái viền đỏ đỏ xanh xanh là rầu lắm. Nó chỉ một hai câu nó hỏi thăm thôi, bắt đầu ở dưới này nó list một cái sớ táo quân. Mà bây giờ thì bớt rồi, đỡ rồi, phải không? Nhưng mà mình hết qua cái khổ mà của cơm áo gạo tiền rồi, bây giờ khổ tới gì? Khổ tới con mình bắt đầu nó lớn. Hồi nhỏ đó mình chỉ lo cho nó cơm ăn áo mặc thôi, mình không phải bận tâm chuyện bạn bè giao tiếp của nó. Cho nên mỗi một cái thời điểm chúng ta có một cái khổ chúng ta phải đối đầu. Rồi mình còn khỏe đi làm cực nhưng mà không bệnh, nằm đâu ngủ đó, ăn chi cũng ngon. Vậy mà bây giờ đến lúc yên ổn thì bắt đầu đổ bệnh. Đổ bệnh thì bây giờ hết khổ vì người thân thì mới khổ bản thân. Nay nó đau mai nó nhức. Đó, nhìn cà pháo người ta ăn nghe giòn rụm. Mình nhìn cà pháo chỉ biết thèm, ăn vô thì sợ nhức, mà nhai thì không được. Thành thử ra có những lúc mình hết khổ với người thân thì bắt đầu khổ với bản thân mình. Cho nên nếu mà nói là tôi phiền phức lắm, cuộc đời này rất là khổ, cái đó mình nói để nhắc nhở thôi, chứ vốn dĩ nó đã vậy rồi. Vốn dĩ đã vậy rồi. Cho nên mình không khổ cái này cũng khổ khác, bởi vì mỗi thời điểm mình không khổ với người xung quanh, khổ với bản thân. Rồi bây giờ có nhiều khi bệnh mình khổ bản thân rồi, còn thêm gì nữa biết không? Ông chồng bệnh giờ ông cũng bệnh theo, tôi cũng đau mà ổng còn yếu. Thôi giờ người đau chăm sóc người yếu, bị hai ông bà tuổi gỡ gỡ nhau, phải không? Mà bây giờ bà bệnh thì không lẽ mình khỏe sao? Rồi ngược lại ổng khỏe bệnh không lẽ mình khỏe. Cho nên khổ không nói hết. Để ý có phải không? Đó, lúc mà vợ chồng trẻ cũng khổ tương đồng, mà nổi ghen không cũng mệt nữa. Rồi bây giờ già rồi hết ghen rồi, giờ bắt đầu đổ sanh ra cái gì nữa? Sanh ra cái chuyện chăm sóc con, mà chưa nói ha, bắt đầu già sanh tật nữa. Hồi trẻ ăn gì cũng được, mà giờ nấu cứng chút la, nấu mềm chút không chịu, nấu mặn chút không chịu, tức là rất là khó chịu. Ôi cha, khổ không nói hết. Khổ bất khả ngôn.
Vậy thì trong kinh, trong một cái bài sám đó, không? Đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu luân hồi sanh tử trong vòng lục đạo này, khổ không nói hết. Kim ngộ tri thức, hôm nay con được nhận ra được các bậc thiện tri thức, kiến văn Phật thừa, thấy và nghe được những pháp màu, pháp môn của chư Phật. Cho nên đó, tại sao Đức Phật, bài pháp đầu tiên Đức Phật phải nói khổ? Không phải là Đức Phật muốn cho mình chán chê cuộc đời này, mà Đức Phật muốn nói cho mình biết rằng đừng quên một bản chất rất thật của cuộc đời này, đó là khổ. Mình không khổ với người xung quanh cũng sẽ khổ với chính bản thân mình, do già, do bệnh, do chia ly. Hôm rồi Pháp Hòa nói một bài ở bên Mỹ đó, Đức Phật nói một cái bài kinh đó: người đời có bốn thứ rất thích: trẻ, đẹp, là gì nữa? Khỏe. Trẻ, đẹp, khỏe mạnh và hội họp. Và người đời có bốn thứ không thích: trẻ có ngày già, lúc nó quên già nhớ trẻ nó vui, nhưng mà cái lúc mà đấy, bây giờ nhìn lại, trời ơi, bây giờ tôi già tôi hết trẻ cái khổ, trời ơi bây giờ tôi xấu tôi hết đẹp khổ, trời ơi bây giờ tôi bắt đầu bệnh hết khỏe khổ, trời ơi bây giờ người thân tôi bắt đầu ly tán từ từ khổ. Đó là bốn thứ người đời thích, bốn thứ người đời không thích. Còn bậc thánh giả, bậc trí giả thì khác. Bậc trí giả có gì? Có giới, có định, có tuệ, có quán chiếu. Giới, định, tuệ, quán chiếu. Và người có quán chiếu về cái sát na vô thường thì người đó sẽ giảm đi cái khổ. Bây giờ mình thấy nè, hồi con mình nó nhỏ đó, mình mong cho con lớn. Khi nó lớn lên thì nó lại đi theo con đường mà nó chọn, mình khổ. Đừng có nói chi nghe, có nhiều đứa nó nên lắm, nó ngoan lắm, nó học giỏi lắm. Bây giờ chỉ khổ có một cái à, nó lựa con vợ không đúng ý mình. Đó, chứ cũng khổ nữa. Nó nghĩa là mình lúc nào cũng muốn là chiếm cái gì cũng phải ngon hơn á. Ngon hơn á, mà nếu mà gặp mà mình so lại với những người mà ta không được gì hết thì giờ ta rên với ai? À, cho nên nhiều khi á, mình phải quán thấy đứa con mình cái gì nó cũng được hết, mà bây giờ cái duyên của nó gặp một cái người mà nó thương, mà người đó lại khổ cái mình không chấm, mà nó chấm. Pháp Hòa có một cái cô đó đó, cổ ép đứa con trai cổ cưới vợ mà theo cái ý cổ, mà nó đâu có thương đâu. Quý vị biết cuối tuần á, cổ biểu nó: con chở vợ con đi chợ đi. Cô, quý vị biết nó nói là sao? Con bận, má chở người má thương đi chợ đi. Nghĩa là nó xác định người vợ này nó không thương, tại vì má ép con phải cưới thì con cưới thôi. Và lúc nào nó cũng nói má, hồi xưa má thương nó, má cưới nó, má cứ chở con, cái người thương của má đi chợ đi, tại vì má thương chứ con không có thương. Rồi quý vị thấy không, mình ép nó thì mình vui, nhưng mà khi mà nó làm nghịch ý mình thì mình khổ. Đó là Pháp Hòa nói thêm về ba dạng con mà trong kinh Phật nói, để chúng ta hiểu rõ được thì tự thân chúng ta nhận trước hết về quán chiếu lại coi mình có con thuộc dạng nào. Nếu mà nó ưu sanh thì thôi phước của mình, nhưng mà đừng tự cao, tự đắc, tự tôn, tự đại, tại vì lâu ngày nó thành tự tử. Vì mình phải biết rằng đó là phước của mình thì mình cần phải tu tập thêm nữa để cho mình với cái những người con ưu đó đó được có duyên được gặp nhau nữa. Ví dụ hết đứa này rồi thì có thể mình duyên với đứa khác do cái nguyện lực của cha mẹ với nhau, với người đó với nhau. Nhưng nếu mà mình tự cao tự đại thì hết cái phước, thì mai mốt hết phước thì mình có thể gặp những cái hoàn cảnh khó hơn. Còn nếu như mình gặp một đứa con nào tùy sanh thì mình biết rằng mình với nó có sự đổi chác, nghĩa là mình nuôi nó, bây giờ nó nuôi lại mình. Còn ngược lại, những đứa con mà mình ít tốn thời gian sức lực của nó, nhưng nó một lòng nó nghe lời mình, hoặc thậm chí đôi lúc mình thấy mình xử cho nó chưa được dễ thương mà nó vẫn một lòng một dạ với mình, thì mình biết đó là đứa con ưu sanh. Còn đứa nào mà mình nói quá trời quá đất mà không được gì hết,
Mình lấy, mình thấy nó, tưởng nó là hoa, mình tưới nó riết, phải không? Mình tưới nó riết, ai nhờ hoa không bọc mà cỏ lên không à, phải không? Thì mình biết rằng đó là đứa con liệt sanh. Mà nếu trường hợp gặp đứa con liệt sanh thì phải lo tu tập sám hối. Khi mà phước mình nó lên, bắt đầu nó tăng trưởng, nghiệp mình nó giảm, thì tự nhiên nó có một chút gì đó nó sẽ lợi lạc. Như mình đào giếng, mình đào nước, mạch nước thì chưa thấy nhưng mà hình như nó ngấm ngấm, nước nó hơi ẩm ẩm, thấp thấp, vừa vừa, mình biết là ở đây đúng là cái mạch nước, đào nữa thì sẽ được tăng trưởng. Bây giờ mới thấy chút đó thôi. Thì đó là cái điều cuối mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, mà để chúng ta biết rằng chư Phật đến cõi đời này là do nguyện, còn chúng ta có mặt ở đây do gì? Do nghiệp. Nhớ như vậy. Các vị Bồ Tát Phật có mặt ở đời này là do nguyện, còn chúng ta là do nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đơn giản nè. Sáng hôm nay mình đến đây tại vì tâm mình muốn tới để ủng hộ cho đạo tràng, để cùng dự một cái ngày vui của Đức Phật. Đây là nguyện tới mà, cho nên mình không có mệt, không có gì hết á. Nhưng mà đứa nhỏ mình bắt nó dậy sớm rồi mình lôi nó vô đây ngồi, nó ngồi nó rủ tới rủ lui, nó là gì? Nó là nghiệp. Nó cảm thấy nó không thích tới đây, nhưng mình bị mình lôi nó. Thì cũng như vậy, cái gì mình muốn làm thì tự nhiên cái đó trở thành nguyện của mình. Còn mình không thích làm thì mình cảm thấy như có một cái gì khó khăn lắm đối với mình. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày Đức Phật đản sinh chúng ta tổ chức ở đây, rồi sau đó quý vị có vài câu hỏi để Pháp Hòa chia sẻ, thì mong đại chúng có nhiều an vui hạnh phúc trong cái mùa Phật đản này. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành trọn một ngày hôm nay cho đạo tràng chùa Tây Trúc. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.